là cầm chỉ cần lôi nó ra là nó ra. Nhiều bạn mua gan 14 về chưa chắc đã biết có cái này đâu. Ừ, như thế này, đấy, mở theo hướng này. Bây giờ nó sẽ là mức số 6 là các bạn nhìn này. Đấy, con mức số 6 nó sẽ nhô cao hơn hết cỡ này. Đấy. Nhưng mà 6 và 1 nó sẽ rất là khác biệt. Nhưng mà 6 xuống 5 thì nó giảm từ từ. Các bạn sẽ không cảm nhận được nhiều đâu. Nó đang châm ở trong cái phần này này. Các bạn nhìn nó chạy này. Đấy, các bạn nhìn cái viên nam châm ở đây nó chạy này. 1 này. 2 này, 3 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó chạy không? Đó. Giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cảm giác chơi nhá. Đầu tiên này, cái bề mặt UV như nãy mình đã nói rồi đó, và nhựa bên trong màu trắng thì khả năng cái nhựa này là nhựa primary hoặc là một cái nhựa gì đó. Nói chung là nhìn nó rất là mỏng, các bạn nhìn thấy không, nhìn được xuyên cả vào bên trong luôn và rất là đẹp. Nói chung là công nghệ trên con gan này thì khá là nhiều rồi. Cầm thì nó không được nhẹ như những con gan e nhá. Bây giờ nó công nghệ rất là nhiều, nam châm rất là nhiều bên trong này thì chắc chắn là rubik nó sẽ bị nặng đi rồi. Nên là các bạn không thể đòi hỏi được là nó nhẹ được như những cái con gan e đời trước, ví dụ như là ESM hoặc là EUM thì chắc chắn nó không được nhẹ như thế. Nhưng mà riêng cái dòng của gan thì nó vẫn là nhẹ. Chắc chắn là nó vẫn sẽ nhẹ hơn cái con RS3 2020 này rồi. Đấy, con main của mình vẫn là con main nhá, chưa sang Super RS3 mà Palermo con V2 đâu. Đấy, nói chung là nó vẫn nó nhẹ hơn con này, nhẹ hơn con này một xíu. Con này 80, mình không nhớ chắc bao nhiêu gram, tầm 85 đến 87 gram gì đấy. Thì con này nó sẽ tầm khoảng, mình cảm giác thôi, mình cảm giác nó tầm khoảng 75 gram đấy, cảm giác là như vậy. Đây, cho các bạn nghe tiếng kêu này. Kêu khá là to đúng không? Từ những cái đời gan mà nó có cái công nghệ gọi là mắc kho này. Và à đây là quên, nãy mình chưa nói cho các bạn. Các bạn nhìn thấy cái phần chân góc không? Nó có cái lỗ kìa, nó giống như kiểu lỗ thoát khí kìa. Đấy, là từ những cái đời gan mà nó có cái lỗ kia nên là cảm giác nó kêu nó khá là to. Bởi vì một phần như thế và một phần nhựa nó mỏng này. Và cái phần này này, nó sẽ có những cái nấc để chỉ nhóc ấy. Nên là nó cảm giác nó bị rỗng hơn, rỗng nhiều hơn nên là kêu khá là to. Nhưng mà chơi các bạn đi đâu vậy, ví dụ các bạn đi ra ngoài mà các bạn nghe tiếng xoay 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 này thì chắc chắn là các bạn phải nghĩ đến những cái con gan đời cao cấp rồi. Đây là mình cố tình mình xoay để cho nó kêu to nhé. Còn nếu mà xoay mượt mượt nhẹ nhàng, các bạn xoay nhẹ nhàng như này này thì nó vẫn sẽ kêu, nó không to như thế. Nói chung là con này nó không êm được, nó không yên tĩnh được cái tiếng kêu ấy. Và xoay thì nó cũng cảm giác nó xạo 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 xạo. Nam châm thì giật khá là mạnh. Con này thì nó không được như con gì nhỉ? Con Super RS3M V2 và con VKVRM V9. Đấy, các bạn chỉ lắc lắc này. Nó về đúng không? Nhưng mà con này thì không được. Các bạn nhìn này, đây nhá, tay mình đặt đi nhá. Con để giữa này. Đấy. Phải lắc rất là mạnh, nếu mà lắc nhẹ này không được này. Chỉ còn cái con VKVRM V9 các bạn chỉ cần lắc nhẹ phát nó về. Con này phải lắc mạnh. Đấy, nó mới vuông được. Nói chung là trong quá trình chơi các bạn để này nhá, các bạn thả xuống thì nó vẫn về. Ví dụ các bạn đập tham mưu. Đấy, nó vẫn không về được, thấy không? Còn con VK vào mấy vị trí, các bạn xem video review của mình rồi thì các bạn cũng biết đúng không? Là nó chỉ cần thả một phát là nó đã về được rồi. Đấy, các bạn xem này. Nó kêu khá là to, nhưng mà cái cảm giác chơi nó rất là thích nhá. Nó rất là dễ kiểm soát, cảm giác chơi nó rất là dễ kiểm soát. Nó không quá là bay như cái đời, như các cái con gan mà cái nhựa bên trong nó màu đen này. Ví dụ như gan X này, gan RS thì nó không bay, con gan RS nó không bay. Con gan X này nó rất là bay, hoặc là con 354 này, hoặc là con gan 356M. Đấy, những cái con gan mà nhựa bên trong nó màu đen này, nó rất là bay. Con này thì không bay, rất là dễ kiểm soát. Mặc dù tơ nó rất là nhẹ, cảm giác ma sát khá là ít. Nó không thể giật được như này nhá, nó không phải phập được như này. Nhưng mà cảm giác cái tơ nó rất là nhẹ, bởi vì một phần là nó có nam châm ở đây này, nam châm góc này kết hợp với cái nam châm ở trong kho nữa, nên là cái tơ nó cảm giác cái tơ của các bạn nó cực kỳ nhẹ.
và nhà sản xuất người ta setup thì cũng không không đến nỗi là lỏng lắm như cái con của mình này, mình setup thì nó cũng khá là chặt, còn con này thì hơi lỏng. Nếu mà các bạn cầm các bạn vặn góc thì vẫn vặn được, các bạn thấy không đấy, phải cố gắng lắm mới vặn được đấy. Nói chung là cố gắng lắm mới vặn được cái góc, còn bình thường chơi thì không thể vặn được. Nhưng mà một con hàng cao cấp này mình thấy cũng không có gì để gọi là chê nhiều. Cắt góc thì đây, cắt góc thì chả cần phải test đâu, nó vuông hẳn vào luôn rồi. Nó có một cái điểm mình không thích đâu, nó nên là nó cảm giác nó kêu hơi ồn, nhưng mà tiếng nó hơi ồn và nó hơi xào xào. Đây là mình đang cố tình mình xoay lệch đi, giống như kiểu mấy bạn mà mới chơi ấy, hoặc là newy ấy, kiểu hay để này trong xoay này đấy. Nên nó sẽ bị ổn như thế, thế nó còn lại thì cũng không có gì để chê cả. Còn hợp tay những bạn như thế nào thì nói chung là các bạn mua được cái con virus này về thì các bạn cứ làm quen một thời gian thì là nó sẽ hợp tay đấy. Hoặc là có những bạn gọi là có thể thích tiếng ồn chẳng hạn đấy. Đấy, các bạn thấy tơn nhẹ không? Mượt không? Nói chung là tơn nó mượt nhé, nó không bị giật đâu. Nó chỉ được cái gọi là do cái cấu trúc nên là cảm giác nó bị xào xào và nó kêu khá là to thôi. Mình thấy nó cũng khá là tương đồng với con gan trước, con đời trước, con gan 13 Macbeth UV đời trước ấy. Cảm giác nó khá là tương đồng như vậy. Nhưng mà mình nếu mà mình nhớ không nhầm thì con này cảm giác nó dễ kiểm soát hơn con 13 Macbeth UV. Đấy. Còn lại cảm giác thì giống tầm khoảng 90-95% giống với con gan 13 MV, nó chỉ là khác cái công nghệ, con này nhiều công nghệ hơn thôi. Đấy. Cảm giác hình như vậy, nhẹ vẫn bay. Một cái điểm trừ là tiếng kêu, các cái đời trước thì nó vẫn kêu mà, những con gan nào mà các bạn để ý cái phần chân góc này nó như này là kiểu gì nó sẽ bị kêu đấy. Ok, thì cũng không còn gì để nói nhiều rồi. Các bạn có thể tham khảo giá bán của con này và các cái sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì mình lại cho mình một like, một share, một subscribe của mình. Và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Ok, chào các bạn.